Vâng, xin kính chào quý vị. Hiện nay tôi đang ở trên trục đường quốc lộ 3, trên khu gọi là dốc Quán Vã, Phổ Yên. Đây là cái siêu thị Lan Chi, đằng sau là cửa hàng bên lại bên ngân hàng. Đây, Hyundai của ô tô đây. Quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, bên này là của điện máy xanh này. Từ đây tôi sẽ đi lên một cái lô đất ở trên cái trục đường này. Chia sẻ cho quý vị thì nó có 90m đất thổ cư, một chiều là 5m mặt đường, một chiều là sâu 18. Ở cái vị trí mà tôi đang chia sẻ cho quý vị, như ở vị trí này thì nó đang dao động từ 35 cho đến 40 triệu một mét. Đấy. Mà từ đây lên đấy thì nó rơi vào khoảng độ 200m là đến cái lô đất này. Quý vị thấy ở đây thì nó rất là sầm uất, bởi vì là kinh doanh buôn bán ở đây thì nó rất là đẹp. Chúng ta sẽ đi từ đây lên 100m thì nó sẽ tới cái khu Villa Collect, khu dự án phân lô Villa Collect. Quý vị có thể thấy được rằng là đây là cái cổng vào của Villa Collect này. Đấy. Nó sẽ rất là đẹp, đúng không ạ? Đây là Villa Collect, quý vị nhìn thấy chưa? Các cái dự án ở trong này thì hiện tại bây giờ nó đang dao động từ những cái lô ngoài này nó hơn 20 triệu một mét. Bên trong thì nó hơn 10 triệu, 14, 15 triệu, nó mãi bên trong. Đấy. Villa Collect này thì hiện tại bây giờ cũng còn rất là nhiều lô người ta đang rao bán. Tất nhiên là bây giờ bán thì là nó qua tay rồi. Đấy. Đối diện bên này thì là một cái dự án. Đây là con đường của dự án tiếp theo này. Đấy. Quý vị thấy không ạ? Cái này là quy hoạch rồi, đền bù rồi. Dự án trong này thì chưa có thực thi thôi, nhưng mà đền bù hết rồi. Thế thì lên đến trên này khoảng độ 200m thì là đến cái khu dự án Việt Hàn, cổng Việt Hàn. Đấy. Nó rất là tiện ích. Và quý vị có thể thấy được rằng là cái khu vực này này, những cái lô đất ở đây này, đấy, thì là nó đang ở cái mức là hơn 30 triệu mét. Đấy. Thế thì cái việc mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị ấy, thì nó rất là quan trọng với cái lô đất, bởi vì nó có rất là nhiều các cái tiện ích. Đây là đường vào của khu dự án tiếp này. Đấy. Thế thì cái giá trị ở cái lô đất này thì nó sẽ rất là hay. Và tôi muốn chia sẻ cho quý vị ngay lập tức để cho quý vị thấy được cái giá trị của nó. Bởi vì nếu như quý vị mà xem được cái lô đất này thì quý vị sẽ thấy được cái giá trị thực. Đây là cái cổng của Việt Hàn này. Quý vị nhìn thấy cái cổng Việt Hàn thì nó rất là rộng. Nó rộng lên tới hơn 60m về cái bề rộng của cổng Việt Hàn. Nó tỏa sang hai bên. Đây là đi vào đường Việt Hàn. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không vào trong này nữa, bởi vì cái video trước tôi đã chia sẻ cho quý vị rồi, đúng không ạ? Trên này thì đi thẳng lên là đi Thái Nguyên, đi sông Công. Và tôi muốn chia sẻ cho quý vị thì đối diện với cổng Việt Hàn là cái lô đất mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị. Nó có 90m thổ cư. Đó là cái mà thực tế nó rất là đẹp. Thật sự với quý vị thì chắc là những cái lô đất như thế này thì nó không có nhiều. Đây, ở đây thì nó cái lô đất đang nằm ở đây. Đấy, nằm ở đây. Tức là nó cách cái bờ kia ra, cái bờ rào này ra này, nó rơi vào khoảng độ 10m thì đến lô này, nó gọi là lô thứ 3. Thế thì ở bên này là cổng Việt Hàn. Tất cả các cái lan can ở chỗ mặt tiền đường này này thì nó sẽ bỏ đi. Đấy, chẳng qua là cái cổng Việt Hàn nó chưa làm. Cổng Việt Hàn nó sắp sửa, nó xây dựng cái cổng Việt Hàn ở đây này. Rất là to. Và các cái biệt thự, các cái khu tiện ích của Việt Hàn ở bên trong nó rất là đẹp. Đấy, trong Việt Hàn này thì những cái lô đất của nó trên 30 triệu một mét. Đấy. Còn đấy là trong những cái việc mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị, để cho quý vị thấy được cái giá trị. Cho nên là với những cái giá trị về những cái lô đất ở khu vực này thì thật sự với quý vị là rất là quan trọng ở cái giá. Cái giá ở đây thì giới thiệu với quý vị là nó hơn 20 triệu một mét. Thế cho nên là chia sẻ để cho quý vị nắm được. Nếu như quý vị có nhu cầu thì quý vị có thể là liên hệ với chúng tôi để chốt một cái lô đất duy nhất. Đấy, duy nhất thôi chứ không có nhiều. Bởi vì là ở đây thì quý vị thừa biết rằng là nó có những cái tiềm năng phát triển rất là mạnh về cái lô đất. Bởi vì nó là đối diện cổng Việt Hàn, thì chúng ta thừa biết rằng là khi chúng ta đã nói đến đối diện cổng Việt Hàn thì
từ cái việc kinh doanh hay là những cái việc tiện ích vào trong Việt Hàn này, vui chơi giải trí, đúng không ạ? Nó cũng đã rất là thuận tiện rồi. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Còn cái lan can này là nó sẽ phải bỏ đi này. Đấy, cái đoạn đường này bắt buộc là nó phải bỏ đi, bởi vì là cái con đường của Việt Hàn nó chưa có thông cổng ra đây, tức là nó chưa có xây dựng cổng, cho nên là nó sẽ chưa có giải quyết cái lan can này. Đấy, đấy là một trong những cái thực tế nhất mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Đó là cái điều mà nó đi vào cái thực tế, nó đi vào cái giá trị thực, đúng không ạ? Còn ở những cái khu vực ở đây thì nó rất nhiều các cái dự án, cho nên là quý vị cũng đã nhìn thấy vừa xong tôi check cho quý vị rồi, đúng không ạ? Cho nên là khu này nó cũng sẽ là một cái trọng điểm phát triển về cơ sở hạ tầng cũng như là về cái việc đầu tư về bất động sản, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Đây là cái trục đường quốc lộ 3, trục đường quốc lộ 3 Hà Nội đi Thái Nguyên, đúng không ạ? Cho nên là cái việc mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thì quý vị có gì thì quý vị hãy điện thoại đến số 0982 573 882. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.